Thanks. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Hey. Hello anh em, chào mừng em đến với kênh Unbrook Mobile của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái dự án, đó là dự án Orca Podcast. Thực tế anh hơi tệ. Orca Platform. Thì hiện tại thì cái dự án Orca này nó đang dựng lên chương trình bộ tùy gồm có là 6,6 triệu 250 cái token sẽ được share ra cho tất cả các người tham gia vào OT. Chương trình OT nó thì anh em có, mình sẽ đặt cái link này bên dưới video để anh em có thể tham khảo. Ok, để đi vào chat, tôi không có chạy ra trong web. Podcast này là gì? Đang trao quyền cho người dùng với người tạo nội dung để kiếm tiền từ nội dung thông qua các hệ thống blockchain. Thì anh em có thể tham khảo thông qua cái giấy white paper của họ, hay là mình có thể mua thông báo, mua bài thông báo trên cái trang web này. Có hiện hiện thời cái này ba token nào này, mình có thể mua, anh em có thể đăng ký một cái tài khoản này để mua cái token của Orca này. Đây là cái white paper của Orca. Thì token sale này nó sẽ kết thúc, nó đã kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Ok, pre ICO nó sẽ là 0.25 và bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày kết thúc vào ngày 31 tháng 3 này. ICO round 1 nó sẽ là 0.3 và ICO round 2 bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 và cái giá nó là 0.35. Đây là cái white paper của dự án OK này, anh em có thể tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về dự án. Đây là cái lợi ích của việc là nó là phí thấp này, nó có sẽ còn được hỗ trợ 24/7, anh em có thể tham khảo này. Và nó sẽ có một cái sàn giao dịch riêng cho cái dự án này, là những vấn đề nó có thể giải quyết được. Giới thiệu về Orcast, cái là một cái nền tảng mạng xã hội phi tập trung đang đặc quyền riêng tư và sự hài lòng của người dùng làm ưu tiên hàng đầu, và đó là một cách tiếp cận sáng tạo hướng tới các phương tiện sở hữu dữ liệu người dùng minh bạch và độc lập. Đây là cái sản phẩm của Orcast. Orcast Messenger là một cách tiếp cận độc đáo hướng tới một mạng ngang hàng trong suốt nhì và miễn phí với tiền điện tử hỗ trợ các tài sản kỹ thuật số này. Ứng dụng của Orcast dựa trên nền tảng truyền thông mạng xã hội phi tập trung, hỗ trợ người dùng có ảnh hưởng, người sáng tạo nội dung và các nhà làm phim. Người sản giao dịch Orcast, người dùng có thể tự tin mua bán và trao đổi OSR cùng với các tài sản khác. Đó là các trường hợp sử dụng của đặc trưng, nền tảng sử dụng với khả năng tiếp cận cao, dịch an toàn và hệ thống ký quỹ phi thấp với chất khó nắm giữ của OCR. Ok, shortcut nó là 500 USD và hạt cát đó là 5 triệu USD. Tổng cái token này là 1.250.000.000. Nó sẽ buy sell đó là 25 triệu, là 2%, và buy sell đó là 625 triệu và chiếm 50%. Này có thể tham khảo thông qua cái biểu đồ giá, biểu đồ tỷ lệ của chúng. Đây là những quá trình ICO và cái roadmap hoạt động của dự án. ICO round 2 này sẽ bắt đầu vào quý 2 năm 2020 và đến quý 3 năm 2020 nó sẽ thực hiện cái unprop và nó sẽ ra trong remix ra các ứng dụng Messenger. Và tháng 4 năm quý 4 năm 2020 nó sẽ ra một cái
cái sàn giao dịch. OCR token là gì? OCR là mã thông báo tương thích của ERC20, nó dựa trên nền tảng ERC20 và được phát triển bằng cách sử dụng phiên bản Proof mới của 0.5.12. Tầm nhìn đó là danh sách đối tác và tương lai. Arrow Center Score by 12 Bird Windows Manage Church Forest OK, em có thể tìm hiểu dự án này thông qua các trang mạng xã hội như là Twitter, Facebook hay là Telegram. Cái video mình kết thúc đây, hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.